Beauty Collagen, bột dinh dưỡng đánh thức làn da của bạn. Bây giờ thì chúng ta hãy làm một ly dinh dưỡng với bột Beauty Collagen đánh thức làn da của bạn. Thực sự thì trong collagen thì cũng sẽ giúp chúng ta bổ sung rất là nhiều những dưỡng chất để cho cơ thể khỏe mạnh hơn. Với bột dinh dưỡng Beauty Collagen thì các bạn có thể uống với nước ấm hoặc với sữa tươi. Nhưng mà ai mà có sở thích uống với trái cây thì chúng ta cũng có thể làm theo cách của Hùng nhé. Rất đơn giản thôi mà lại nhiều dưỡng chất. Những người phụ nữ mà nám da hay là bị thâm thì chúng ta bổ sung collagen vô trong người mình thì chúng ta sẽ cảm thấy được là cái da của chúng ta mỗi ngày được thay đổi. Và nhất là những người phụ nữ sau khi sinh nhé, khi mà sử dụng collagen thì sẽ cải thiện được rất là nhiều, sẽ không bị nhức mỏi nữa. Ông sẽ cho vào đây là sữa tươi và tùy theo sở thích của mỗi người, nhưng mà có sữa tươi thì cái nguồn dưỡng chất sẽ thêm nhiều hơn. Đây có thể thay thế bữa ăn nếu như chị em nào muốn giảm cân. Hùng sẽ cho vào đây là 2 thìa collagen. Và trong mỗi gia đình thì Phi Hùng cũng gợi ý là mọi người cũng nên sắm cho mình một chiếc máy xay sinh tố. Và với cái loại máy xay sinh tố của Rapido này thì Phi Hùng cảm thấy là vô cùng là hài lòng và vừa ý. Bởi vì nhỏ gọn, mình có thể dịch chuyển, mang đi chỗ này chỗ kia cũng được. Và đặc biệt là khi mà chúng ta làm với những chiếc máy sinh tố thông thường thì Phi Hùng thường sợ là bị bắn ra ngoài này hoặc phải giữ này, còn với cái này thì không. Cái này thì vô cùng là đơn giản và tiện lợi, chỉ việc mở lên thôi. Và chưa đầy 2 phút, ly dinh dưỡng đã hoàn thành xong rồi. Và các bạn ơi, chúng ta có thể để vào trong tủ lạnh. Và khi mà để trong tủ lạnh thì có một cái nắp rất là dễ thương. Đó, cả nhà thấy không? Chiếc nắp này giúp chúng ta có thể bảo quản tốt hơn. Đó, và chúng ta khui ra cũng có cái nắp này rất là dễ thương, mang đi dịch chuyển cũng tiện lợi nữa. Và để vào ngăn mát, khi mà chúng ta uống thì chúng ta đổ ra thì lúc đó chúng ta sẽ cảm nhận được cái hương vị một cách trọn vẹn nhất. Một ly dinh dưỡng vào mỗi sáng, những người phụ nữ như người nội trợ đã vất vả rất là nhiều rồi, chúng ta cũng nên dành cho mình một sự quan tâm cho chính bản thân mình để mỗi ngày thấy cuộc sống thêm nhiều sức khỏe hơn, nhiều niềm vui hơn bằng một ly dinh dưỡng như cách mà Phi Hồng gợi ý, đó là Beauty Collagen đánh thức làn da của bạn. Chúng ta có thể thay đổi khẩu vị mỗi ngày để hương vị của các loại dinh dưỡng được tăng lên phong phú hơn, thơm ngon hơn và nhiều dưỡng chất hơn. Dinh dưỡng Hồng Phút chăm sóc sức khỏe gia đình bạn.